Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con thành tâm kính lễ chư Tôn đức giáo phẩm tăng ni. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Sakya Buddha University TV trên băng tần 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Kính thưa quý vị, chương trình đều được thu hình vào trực tiếp vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Và giờ đây, Nhật Trường xin kính giới thiệu đến với quý vị một bậc thầy rất từ bi, rất khả kính, luôn luôn trợ duyên cho hàng Phật tử chúng ta trên bước đường học hỏi Phật Pháp, đó là Thượng Tọa Thích Quyền Châu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên chúng con cung thỉnh thầy có lời chào đến quý khán thính giả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính chúc các vị có một buổi vấn đáp Phật Pháp thật nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính thầy. A Di Đà Phật. Lần đầu tiên như tường xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị thân khỏe tâm an. Một tuần lễ luôn luôn được an lạc, một tuần đã trôi qua và chúng ta đã đầy đủ thiện duyên gặp nhau tại chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Kính thưa quý vị, chương trình luôn luôn tìm những đề tài có tính cách ngắn gọn và ứng dụng trong đời sống thực tại. Hy vọng qua những đề tài ngắn gọn này thì đời sống tâm linh chúng ta mỗi ngày mỗi tăng trưởng hơn, lòng tin chúng ta đối với Phật Pháp càng ngày càng kiên cố hơn và chúng ta sẽ tinh tấn tu tập nhiều hơn. Vì chúng ta có tin thì chúng ta mới tu tập, cho nên đó cũng là không ngoài những cái ý tưởng, tiêu chí mà chương trình luôn luôn khuyến khích hàng Phật tử chúng ta tìm được sự an lạc và lợi ích từ nơi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp này. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay xin kính gửi đến với quý vị cũng từ trong kinh Tương Ưng Bộ với chủ đề là Kodata. Chủ đề Kodata này mang lại lợi ích gì cho đời sống tâm linh chúng ta, dạy chúng ta bài học gì? Nhật Trường rất là hiếu kỳ và đây Nhật Trường kính mời quý vị hãy lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây chúng con cung thỉnh pháp âm của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng đến với chủ đề Godata trong hôm nay. Duyên khởi một thời tôn giả Godata trú ở tại Machikasanda tại Ambatavana. Lúc bây giờ có một vị gia chủ tên là Sita đến với tôn giả sau khi đánh lễ rồi ngồi xuống một bên. Và lúc bây giờ tôn giả Godata nói với gia chủ Sita rằng: Này gia chủ, vô lượng tâm giải thoát, vô sở hữu tâm giải thoát, không tâm giải thoát, vô tướng tâm giải thoát. Những pháp này khác ngôn từ hay là đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ. Thưa các vị, chúng ta có thể nói tóm tắt là một người Phật tử gia chủ Sita đến với một vị tỳ kheo thông hiểu giáo pháp, và vị tỳ kheo này bằng phương tiện hỏi giáo nghĩa căn bản pháp môn tu tập đối với người Phật tử này, hỏi về bốn lĩnh vực, đó là vô tướng, đó là vô sở hữu, đó là không, đó là vô lượng, vô lượng tâm hay là vô sở hữu, hay là không, hay là vô tướng tâm giải thoát. Những pháp như vậy nó là những cái pháp mà khác từ khác nghĩa, hay là nó là những cái pháp mà khác cái ngôn từ thôi, còn cái sự tu tập thì nó đồng nghĩa. Đây là một cách hỏi, và chúng ta thấy một lần nữa những giá trị khi chúng ta thân cận, chúng ta hành trì bốn đại tông chí, đó là thân cận thiện sĩ, chúng ta lắng nghe giáo pháp, và chúng ta từ đó như lý tác ý để rồi chúng ta thành tựu tùy pháp hành pháp. Bốn đại tông chí này là nền tảng để cho tất cả chúng ta thành tựu dự lưu chi. Ở trong dự lưu chi chúng ta biết nơi đó chúng ta đòi hỏi phải tác chứng thanh tịnh bốn niềm tin bất hoại, đó là tin vào Phật, Pháp, Tăng và giới mà Đấng Hiền Thánh yêu thích. Đây gọi là bốn chứng tịnh. Bốn chứng tịnh phải ở trong môi trường bốn đại tông chí mới có thể thành tựu được. Gia chủ Sita thực hành bốn đại tông chí
Cho nên ông ta gần gũi các bậc thượng thiện nhân, các bậc tỳ kheo thông hiểu giáo pháp, để đo qua đó mới có thể học hỏi được. Và chúng ta thấy qua câu hỏi gia chủ Sita trả lời như thế nào. Bạch thượng tọa, tỳ kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hành với từ. Tức là tỳ kheo an trú với tâm biến mãn một phương. Biến mãn một phương tức là biến khắp cả một phương, chẳng hạn như phương Đông, phương Tây, phương Nam, Bắc gì đó, với cái tâm câu hành với từ. Từ tức là ban vui, bi là cứu khổ, hỷ xả. Từ bi hỷ xả này các vị nghe ở trong Phật Pháp căn bản, chúng tôi định hình rất là rõ những thuật ngữ này đúng chánh pháp. Cũng vậy, phương thứ hai cho đến cũng vậy, phương thứ ba, thứ tư, hoặc cho đến cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hành với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân. Với những tâm bi hỷ xả cũng đạt đến một cái trình độ siêu việt như vậy. Bạch thượng tọa, đó chính là vô lượng tâm giải thoát. Hay nói cách khác, tu tập vô lượng tâm giải thoát tức là tu tập tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả biến mãn cả mười phương thế giới. Ở trong tâm thành tựu với đầy đủ tứ vô lượng như vậy thì tâm không thể nào có thể dung chứa được tham sân và si. Tham sân và si bị hủy hoại ở trong pháp giải thoát này. Bạch thượng tọa, còn thế nào gọi là vô sở hữu tâm giải thoát? Tỳ kheo vượt lên trên thức vô biên xứ, không gọi là đi vào ở trong cái định vượt khỏi tứ thiền, đi vào không vô biên xứ rồi đến thức vô biên xứ. Thành tựu thức vô biên xứ một cách hoàn hảo, do vậy mà nghĩ rằng không có vật gì chứng và trú vô sở hữu, tức là vượt lên trên thức vô biên xứ, cho nên mới đi vào vô sở hữu xứ. Để rồi vị ấy thấy rằng đó chính là cảnh giới vô sở hữu tâm giải thoát. Còn thế nào gọi là không tâm giải thoát? Ở đây một vị đi vào ở trong rừng, hay đến dưới một gốc cây, hay đi đến một cái căn nhà trống mà suy nghĩ rằng cái nhà này trống rỗng, không có tự ngã, không có sở hữu. Bạch Thế Tôn, bạch thượng tọa, đây gọi là không tâm giải thoát. Cho nên cái tâm nó không có dính mắc, giống như là nhà hoang, đồng trống, thì trong đó không có gì cả. Tiếp theo, bạch thượng tọa, thế nào gọi là vô tướng tâm giải thoát? Tức là một vị tỳ kheo không có tác ý tất cả tướng, chứng và trú vô tướng tâm định, đây gọi là vô tướng tâm giải thoát. Bạch thượng tọa, đây là theo pháp môn ấy, pháp môn này là theo pháp môn ấy, các pháp môn này là khác nghĩa, khác ngôn từ. Và chúng ta thấy một vị cư sĩ, gia chủ Sita rất giỏi Phật Pháp, được vị tỳ kheo giới hạnh trang nghiêm, thông tuệ tam tạng, hỏi những cái câu ở trong giáo Pháp, và vị này đã trả lời một cách rất là lưu loát, rõ ràng, thân cận thiện sĩ, như lý tác ý, lắng nghe chánh pháp như lý tác ý. Những điều như vậy rất là quan trọng, rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Chúng ta nên học hỏi những cái giáo nghĩa như vậy, cách ứng xử như vậy. Mời đại chúng đến với nội dung vấn đáp Phật Pháp. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đi đầu kính tri ân thầy đã từ bi hướng dẫn chúng con qua cái phần đầu của chủ đề của data. Giờ đây chúng con xin phép thầy chúng con thưa chuyện với đại chúng. A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, thầy đã hướng dẫn xong chúng ta phần đầu ở chủ đề của data. Giờ đây là giờ sinh hoạt của chúng ta. Nhật Tường xin mời tất cả quý vị Nam Cali, Bắc Cali, Houston, quý vị đang theo dõi trực tiếp của chương trình Văn Đáp Phật Pháp. Chúng ta cùng nhau sinh hoạt trong buổi Văn Đáp Phật Pháp này nha. Câu hỏi của chủ đề này, hoặc là những câu hỏi liên quan đến Phật Pháp, hoặc là quý vị có những cái ý tưởng, những cái câu hỏi muốn đóng góp cho chương trình được phong phú hơn, tất cả đều được đón nhận một cách rất là trân trọng. Nhật Tường rất là cần những câu hỏi của quý vị. Nhật Tường đã được các quý duyên lành làm chương trình này với thầy cũng gần 5 năm.
Cho nên Nhật Tường rất là thành thật, không có tuần nào mà Nhật Tường không cần câu hỏi của quý vị. Cho nên Nhật Tường rất là cần câu hỏi của quý vị. Hy vọng chúng ta cùng nhau đồng hành để mà tu tập, để chúng ta có được sự an lạc và giải thoát nha. Trong lúc chờ quý vị gọi và đặt câu hỏi cũng vậy, Nhật Tường sẽ giao duyên một vài câu hỏi, và có thể câu hỏi của Nhật Tường nó không được mạch lạc, không được gắn liền với chủ đề này, hoặc là hơi vu vơ. Quý vị quan hỷ tha thứ cho Nhật Tường. Tại những lời Đức Phật dạy thì nó quá cặn kẽ và nó quá ý nghĩa thâm sâu, không có gì để cho hàng Phật tử chúng ta mà tìm được. Rất là may cô nhận được câu hỏi. A Di Đà Phật, dạ kính mời quý vị đặt câu hỏi ạ. Dạ thưa thầy, con có lắng nghe chánh pháp một thời gian cũng khá lâu và con cũng có tu, nhưng dạo gần đây con quán chiếu thấy rằng con vẫn còn tâm tham và tâm sân. Thưa thầy, có cách nào trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm mà tu và thành công xả bỏ được tâm tham và tâm sân không? Dạ xin cảm ơn. Hay, cảm ơn chú, câu hỏi rất là hay. Chúng con thỉnh thầy. Dạ, kính thưa đạo hữu, vấn đề không phải là 6 tháng hay tới 1 năm, mà vấn đề tùy theo cái khả năng đoạn trừ của chúng ta. Ví dụ như bây giờ tham, nó tham cái gì? Chúng ta phân tích ở trong giáo nghĩa thấy có 4 loại tham. Một là tham hình, hai là tham sắc, ba là tham xúc, bốn là tham cung kính. Hay là tham cung kính đó, đây là một trạng thái tham danh đó. Tham hình tức là chúng ta tham cái hình dáng đẹp, tham cái phương diện đẹp. Rồi thứ hai là tham sắc, tức là tham cái ánh sắc đó, cái chi tiết, cái nét đẹp. Rồi tham xúc tức là tham cái cảm giác cọ xúc, đây gọi là tham tế xúc đó. Rồi tham cung kính hay là tham cung phụng. Chúng ta chiêm nghiệm xem ở trong cuộc sống, có nhiều khi chúng ta không để ý, nghĩ rằng mình không có tham. Nhưng nếu như mình đã không có tham, thì tại sao chúng ta thấy những cái sắc đẹp quyến rũ, tâm chúng ta chạy theo? Rồi hoặc là chúng ta tham những cái cảm giác êm ái, hoặc là chúng ta tham cái sự trân trọng, sự cung đón như những ông vua mà tham cái sự cung phụng của đại thần, của quân triều. Như vậy thì chúng ta hiểu cái tham có khi nó hiện lên một cách thô thiển, nhưng có khi nó cũng đang tồn tại với một cái khả năng tiềm phục, tức là một khả năng ẩn tàng. Và phương pháp đoạn trừ của nó là có một cái phương thức gọi là quán cứu tướng, tức là quán là nhận thức, là chiêm nghiệm cái quá trình, cái tiến trình hủy hoại của một xác chết. Từ khi mới có chết cho đến khi hủy hoại còn xương và nó tan thành tro bụi, thì bốn cái phép quán đây gọi là Phật giáo dùng chữ là cứu tướng quán. Cái này không những là Phật giáo, hay là cái này là một cái kiến thức rất bình thường thôi, tức là một cái phương pháp đối trị lại. Cho nên Phật pháp nó giống như là cái thuốc chữa vậy đó, nó đối trị lại. Cái kiến thức này là một cái khả năng đối trị lại với cái nhược điểm của chúng ta. Nhưng ở trong cái phương pháp đó thì chúng ta thấy nó phức tạp quá. Chúng ta có thể chọn một cách quán mà đoạn trừ cả bốn lòng tham này. Đây chính là phép quán bạch cốt, tức là quán xương trắng. Đầu tiên, quán chúng ta ngồi xếp bằng, chúng ta nhìn ở ngón chân cái của mình và chúng ta tưởng tượng ở trong ngón chân cái đó là một đốt xương trắng, và chúng ta tưởng tượng dần dần lên tới bắp cá, tới đầu gối, lên tới toàn thân chúng ta, và chúng ta tưởng ra một cái hình hài xương trắng đang ngồi, và chúng ta tưởng ra là xung quanh của mình những con người ai cũng có bộ xương trắng, và tất cả hữu tình chúng sinh đi lại trên mặt đất, bộ xương trắng đó tràn cả một phương cho đến bờ biển. Rồi chúng ta lại thu nhỏ cái phạm vi quán về ở trong phạm vi là một cái thân của chúng ta. Đó là chúng ta thành tựu cái phép quán bạch cốt ban đầu. Sau đó chúng ta hướng tới là quán cái sự hủy hoại của bộ xương trắng này. Ban đầu cũng từ ngón chân cái xương trắng, chúng ta nghĩ đi, một thời gian thân mạng chúng ta nó chấm dứt, và lúc bây giờ
Chúng ta chết rồi, xương nó cũng theo thời gian hủy hoại, tan thành tro bụi. Và chúng ta nghĩ rằng á, là một đốt xương trắng của chúng ta bị tan đi, tan dần 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 lên tới còn sỏ đầu. Và lúc bây giờ chúng ta đưa cái tư tưởng mình ra ở giữa chân mày, chúng ta nhìn ra ở sâu sỏ đầu, và chúng ta nghĩ rằng á, là cái sỏ đầu đó nó cũng sẽ bị hủy hoại. Và chúng ta thấy rằng ở trong cái tâm của chúng ta thấy tất cả xương trắng đều bị hủy hoại tất cả, đến ngang đó thì tất cả lòng tham của chúng ta đều bị tiêu diệt, đều bị tiêu diệt. Như vậy thì cái công thức rất đơn giản như vậy, mà chúng ta làm nhanh hay chậm là tùy theo cái khả năng thực hiện và đoạn trừ của chúng ta, chứ không phải là 6 tháng hay tới 1 năm. Thưa các vị, chẳng hạn như các bậc tổ đức của chúng ta như Tổ Huệ Năng, Ngài không có biết chữ, mà Ngài nghe một câu kinh thôi, là không có trụ sắc sinh tâm, không có trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Tức là Ngài không có trụ vô cái hình dáng mà mình thấy, không có trụ vô là âm thanh, trụ vô mùi hương, trụ vô là cái gì mình là vị giác và xúc giác, không trụ vào những ký ức ở trong lòng. Ưng vô sở trụ, ngược lại là Ngài trụ ở trong không chỗ trụ, tức là trụ vào tất cả sự rỗng không đó. Cho nên tất cả những cái gì tham sân si nó không còn cơ sở bám víu. Ví dụ như mình thấy ai giận xúc phạm mình cho nên mình mới nổi nóng, còn bây giờ mình không có dính mắc ở trong cái lời nói của họ, và mình biết rằng á là họ nói ở trong quan điểm của họ, họ tức giận trong quan điểm của họ, đó cũng là chuyện thường tình mà thôi. Và cái việc đó là việc của họ chứ không phải việc của mình. Việc của mình là mình làm việc của mình, và mình chiêm nghiệm thấy việc của mình nó đúng đắn thì mình cố gắng làm, bởi vì nó chính là cái kết quả nghiệp sẽ đi theo chúng ta, chứ người khác không gánh thay mình được. Và chúng ta ý thức như vậy là một phần đành, nhưng mà để đoạn trừ được thì không có đơn giản. Bởi vậy cho nên không phải là 6 tháng hay là 1 năm, mà tùy theo khả năng và trí tuệ đoạn trừ của chúng ta. Nhưng chúng tôi tin chắc rằng chúng ta tham dự những cái khóa thiền thất với những cái công phu đặc thù, sắp tới chúng tôi hy vọng độ chừng sau Tết dương lịch, xin lỗi, sau Tết âm lịch, sau Tết âm lịch chúng tôi sẽ mở những cái khóa thiền thất thường xuyên ở tại Bồ Đề Phật Quốc, và chúng tôi sẽ giúp cho các vị 3 ngày cuối tuần thứ 6, thứ 7 và chủ nhật chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng. Các vị cứ đến, không cần đóng góp, không cần bất cứ cái gì cả, cũng không có được mang theo điện thoại, các vị chỉ có mấy bộ đồ thôi, nhẹ nhàng, và chúng ta đi vào ở trong thiền thất. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các vị một loại lý thuyết và chúng ta sẽ thực tập. Chúng tôi tin chắc rằng chỉ cần mỗi tuần 3 bữa và các vị làm đều đặn 21 ngày thôi, thì các vị sẽ thấy là nó giảm thiểu và nó có thể dẫn tới đoạn trừ, chứ đừng nói chi là 6 tháng hay là 1 năm. Những điều đó chúng tôi tin chắc nó như vậy. Còn để mà loại trừ cái tâm sân của mình thì nó có phép quán đối trị, đó là quán từ bi. Tuy nhiên để thành tựu được phép quán từ bi thì chúng ta cũng phải là quán niệm hơi thở. Bởi vì chúng ta điều hòa được hơi thở, tức là chúng ta điều hòa được thân nghiệp, chúng ta điều hòa được tịnh xuống là chúng ta điều hòa được khẩu nghiệp, và chúng ta tịnh nữa chúng ta điều hòa được ý nghiệp. Mà thân ngữ thanh tịnh thì sân không thể khởi được. Cho nên chúng ta thực tập cũng không đầy tới 6 tháng hay là 1 năm gì cả, tùy theo trình độ của chúng ta. Những điều như vậy là những điều nó có cái tính năng là quyết định, chứ không phải là một hứa hẹn mơ hồ. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đi đầu kính tri ân Thầy. A Di Đà Phật, cảm ơn vị khán giả vừa rồi đã gọi và đặt câu hỏi. Một câu hỏi rất là hay và rất là dễ hiểu. Chắc chắn mọi người nghe ai cũng hiểu được cái câu hỏi và lời hướng dẫn của Thầy. Chỉ có Nhật Tường còn hơi lòng cộng, cho nên Nhật Tường mượn câu hỏi đến Nhật Tường đặt thêm câu hỏi. Kính bạch Thầy, cũng trong cái phép quán đó mà Thầy dạy là cũ tưởng, nếu cái đó nó khó quá thì có cái phương pháp nào khác để mình đối trị ngoài dùng cái phương pháp cũ tưởng hay không, kính bạch Thầy? Thầy mới nói đó, cái phương pháp cũ tưởng thay nó bằng là quán bạch cốt đó. Bạch cốt. Bạch cốt là cái phương pháp duy nhất thay cho cũ tưởng quán. Quán bạch cốt thì là đoạn trừ được 4 lòng tham. Wow. Còn chẳng hạn như tham hình thì quán cứu tưởng là quán cái thân chết vừa có rã xác. Hay là tham sắc thì quán cái thân mà nó tím tái, nó chết rồi nó bầm tím,
nó thiếm tái, nó dớ sợ như vậy thì người ta không còn tham nữa. Sự thật đó là cái thân thể của chúng ta. Chẳng hạn như thưa các vị, hôm đó có một vị tỳ kheo thời của Phật, ngài tỳ kheo này, con gia chủ Bà La Môn giàu sang, kho đụng tràn đầy, có một người con duy nhất, nhưng mà ông ta nhất thời cảm mến cái hạnh giải thoát của Phật và chúng tỳ kheo tăng, cho nên ông mới xuất gia học đạo. Chẳng bao lâu ông mới chưa thấu hiểu gì nhiều, chưa công phu gì nhiều, và hôm đó ông đi khất thực, ông thấy có một cái cô gái giai cấp thấp hơn một chút, nét đẹp kiêu sa, và do vậy mà ông muốn mở lời lấy người này làm vợ, nhưng bây giờ còn mang áo cài sa, thành ra không có được. Thành ra trong đêm đó ông lên bạch Phật và ông quyết định là mình phải phải hoàn tục trong đêm nay, để ngày mai mình sẽ cưới cái cô đó. Bởi vì chúng ta biết ngày xưa giai cấp Bà La Môn họ như vậy, như vậy họ mở lời, đó chính là cái sự hãnh diện của các cô gái. Cho nên vị này nghĩ rằng thôi mình làm Phật tử cũng được, kế thừa cái gia sản, cúng dường chư tỳ kheo và làm phước, tu như vậy cũng là một lối tu. Và người ta Phật tử năm giới thì sao, thì mình cũng đâu có gì đâu, mình cũng tu được. Ông ta nghĩ như vậy. Và Thế Tôn khuyên, được rồi, người có muốn hoàn tục thì ngày mai người hoàn tục, chứ bây giờ đang đêm mà hoàn tục làm gì, có cưới người ta cũng ngày mai mới cưới chứ. Thì lúc đó vị tỳ kheo này cũng nấn ná một lát sau, một canh giờ là lên xin nữa. Và Phật đã nói rằng đợi tới sáng thì hoàn tục đâu có muộn. Chúng ta thấy có những chuyện như vậy ghi lại trong kinh thật là buồn cười. Và sáng sớm Đức Phật đã đến bên tỳ kheo và nói rằng được rồi, ngươi muốn hoàn tục, hôm nay ta dắt ngươi đi một vòng rồi ngươi sẽ hoàn tục. Và Đức Thế Tôn dắt ra bờ sông Hằng, đến bên cái xác chết của một cái cô gái mà có nhiều người đang nhìn, đang lại nhìn. Thì lúc bây giờ Thế Tôn mới nói á, người con gái mà hôm qua ngươi nhìn thấy cái nét đẹp kiêu sa kia, trong một đêm thọ mạng đã chấm dứt, bây giờ cô là một xác chết ở bên bờ sông. Bây giờ ngươi có muốn lấy cái người đó vừa làm vợ nữa không? thì vị tỳ kheo này nói là người ta không bao giờ cũng lấy. Đó, thì chúng ta thấy đó, tức là nhìn cái hình, cái sắc nó kêu sao làm sao đó, nhưng mà khi nhìn thấy một cái xác chết tím tái như vậy á, thì lúc bây giờ là cái lòng tham nó tan liền. Cho nên chúng ta tìm một cái giải pháp đối trị, còn quán bạch cốt thì đối trị cả bốn lòng tham. Đó là cái đặc điểm tuyệt vời của phép quán bạch cốt A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con kính cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, cái chủ đề này hay hay. Bạch thầy, trong cuộc đời hiện tại ở cái thời đại này thì chúng ta có biết một bậc hòa thượng bậc chân tu là hòa thượng Tịnh Không, ngài tu ngài niệm Phật thôi mà ngài đã giải thoát và ngài vãng sanh. Khi mà ngài viên tịch thì để lại rất là nhiều xá lợi, thì đó cũng là một cái thành tích của cái sự tu tập của ngài. Thầy cho con mượn chủ đề đặt câu hỏi, để con đặt câu hỏi. Cũng có những Phật tử người ta nghĩ rằng là thôi bây giờ tôi niệm Phật, tôi trì chú, là ở nhà coi như bế quan niệm Phật trì chú rồi đó, nhưng mà vẫn lại bị mắc kẹt, vẫn là không thành tựu. Niệm thì niệm, nhưng mà khi bị chướng duyên một cái là tự nhiên ta bà nổi lên, sân nổi lên, tham nổi lên. Có phải là tại vì bên cạnh đó là mình thiếu những cái phép quán, những cái mà giống như là mình phải hiểu rõ, không phải tu niệm Phật thôi, trì chú thôi, mà mình phải biết phép quán? Vâng, kính thưa đại chúng, một câu hỏi rất là hay. Chúng ta hãy nhìn xem phiền não nó khởi lên từ đâu. Hãy nhìn vào điều đó để mà chúng ta luận lý. Rõ ràng có những gì đó xảy ra bất như ý, phiền não chúng ta sẽ khởi lên. Vậy thì rõ ràng khi chúng ta thấu hiểu cái vấn đề, phiền não không thể sinh khởi. Cho nên trí tuệ là khắc tinh của phiền não. Nó là khắc tinh của bóng tối vô minh, và trong môi trường vô minh mới khởi sinh phiền não. Cho nên thắp sáng trí tuệ thì phiền não sẽ chấm dứt. Thành ra muốn chấm dứt phiền não là phải thắp sáng trí tuệ, mà muốn thắp sáng trí tuệ là phải lắng nghe chánh pháp, phải khởi lên thánh đạo. Chứ mình ngồi im niệm Phật làm sao mà phát sinh trí tuệ? Hay đồng ý là nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ.
Chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà cái tuệ đó cũng phải được khai thị dẫn dắt. Chứ không ngồi im một chỗ bất động như vậy, chúng tôi gọi đó là định chết của ngoại đạo. Nó không phải là định huệ của Đức Phật. Còn chúng ta có những điều đã hiểu biết rồi, nhưng mà chúng ta không có thực hiện được. Chúng ta vẫn bị tham sân si nó lôi kéo. Đó là vì chúng ta thiếu định lực. Bởi vậy cho nên muốn loại trừ được cái nghiệp căn bản đó thì phải thực tập thiền định. Mà muốn loại trừ phiền não thì phải phát khởi thánh đạo. Mà muốn phát khởi thánh đạo là phải học giáo pháp. Muốn thành tựu thiền định là phải công phu. Đó, như vậy thì chúng ta biết rằng nó như là loại thuốc, cái loại thuốc mà chữa trị. Thì cái loại nào, chúng ta uống thuốc gì, nó có tính năng đối trị cái loại đó. Đó là cái điều đương nhiên. Chứ tại sao chúng ta cứ đối trị, mình không có phiền, mình không có tham gì, không có nghiệp gì, mà mình cứ ngồi im niệm Phật chờ nó phát sinh trí tuệ, là chúng ta đang đi ngược lại những gì Đức Phật dạy. Các vị đừng có đi theo cái cách là nói rằng có những vị không có học mà cứ ngồi im thiền định á, rồi nó sẽ hiếu ra. Chúng tôi nói thẳng với các vị như thế này, tôn giả Huệ Năng là một bậc tổ đã thanh tịnh nhiều đời rồi, nhưng mà ngài vẫn phải đi học đạo. Chứ không có chuyện rằng là ngài nghe một câu ưng vô sở trụ là xong là ngài ngồi im đó. Rõ ràng là ngài cũng phải khen gối lên đường tới chỗ ngũ tổ hàng nhẫn để học đạo. Rồi cơ duyên không có đủ cũng phải là ẩn mình sống khó khăn ở trong một đám thợ săn. Rồi cũng phải đi ra tới đạo tràng của tổ Ấn Quang Đại Sư. Rồi cũng phải nhờ một cái cô ni biết chữ, đọc cho hiểu, đọc cho nghe được kinh Đại Bát Niết Bàn. Cho nên chúng ta không thể nói rằng là cứ ngồi im mới là nó thành tựu được. Tổ chúng ta cũng phải khen gối đi học mà, cũng phải đi thọ giới mà. Cho nên là chúng ta phải hiểu trọn vẹn một chút, chứ chúng ta đừng có hiểu cực đoan như vậy á, rồi nó làm hại cho đạo nghiệp của chúng ta đó. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình vấn đáp Phật pháp ngày hôm nay. Và quý vị có câu hỏi gì nữa không? Nhật Tường kính mời quý vị gọi và đặt câu hỏi nha. Nhật Tường đặt câu hỏi với thầy đó chỉ là phụ thôi. Câu hỏi của quý vị gọi vào mới là chánh. Cho nên bất cứ câu hỏi nào quý vị gọi vào đều được trân trọng đón nhận. Nhật Tường rất là cần. A Di Đà Phật. Có người thư Nhật Tường nữa. A Di Đà Phật, kính mời quý vị đặt câu hỏi ha. Dạ thưa thầy, con đọc kinh Phật, con có một sự nghi ngờ, con muốn hiểu rõ. Đó là, dạ thưa thầy, chưa thành Phật thì mong tu để thành Phật, nhưng khi thành Phật rồi thì dù tuổi thọ của Phật có lâu đến số không thể miễn bàn, thì cũng sẽ có lúc phải xả bỏ thân Phật để cuối cùng vào Niết Bàn, lúc đó mới trọn vẹn, phải không? Dạ xin hết. Di Đà Phật, cảm ơn chú. A Di Đà Phật, chúng con thỉnh thầy. Dạ, kính thưa quý Phật tử, chúng ta thấy nói tới thân Phật thì chúng ta nói đến nó ba thân. Đó là pháp thân, đó là ứng hóa thân, và đó là báo thân. Khi một người đã thể nhập được pháp thân thanh tịnh thì đó là cái thân bất sinh bất diệt. Tự thể của nó bất sinh bất diệt thì làm gì có cái chuyện là vô, là trí, là đắc, là niết bàn hay là sanh tử bì lao. Còn ở trong báo, ở trong hóa thân, ứng hóa thân thì chúng ta hiểu rằng đồng lúc thân Đức Thích Ca Mâu Ni đang hành đạo tại Trung xứ Ấn Độ, nhưng mà ngài cũng hóa hiện vô lượng thân ở trong mười phương thế giới để mà dẫn dắt tất cả những chúng sanh lầm than. Thành ra chúng ta đọc trong kinh Tạng Nguyên Thủy cũng có nói điều này, chứ không phải rằng là Đại Thừa Phật Giáo mới nói đến những cái sự thần biến này. Rồi còn một cái thân nữa, đó là cái thân báo thân tứ đại. Rõ ràng thân báo thân tứ đại này là một cái gì, cái thân gì? Là một cái thân thị hiện. Chúng tôi muốn chứng minh điều này cho các vị thấy. Chúng ta nghĩ trước khi thị hiện đáng sanh ở thế giới này thì tâm thức của ngài lúc bây giờ là một vị Bồ Tát tên Hộ Minh trên cung trời Đấu Xuất.
Ai hiểu được thế giới quan của Phật giáo thì thấy cung trời Đấu Xuất là một cái cung trời, nội viện Đấu Xuất là một cái cung trời người ta tu hành tinh tấn vô lậu. Ở trên độc cõi đó, Bồ Tát Khổ Minh có tuổi thọ 4.000 năm, 4.000 năm, và ngài có cái định lực làm biểu tượng mẫu mực cho chư thiên ở các tầng trời. Phước báo của một vị thiên thần như vậy mà quyết định là chọn cái thế giới Ta Bà, một cái thế giới mà con người ta nhỏ bé đen đuôi đi tìm thức ăn trên mặt đất suốt ngày, rồi là than khổ quá khổ quá, một kiếp sống tội nghiệp như vậy, lại với những giống dân đa sắc đa thù, rồi với cái sự đấu đá tranh biện tối ngày, với những cái ngôn từ ác khẩu lưỡng thiệt ý ngữ, làm sao so sánh với một cái cảnh tuyệt diệu của chư thiên các cõi trời. Cho thí dụ như chúng ta ở tại Mỹ, bây giờ tại Việt Nam có một số người dân tộc thiểu số, họ sống lạc hậu, hoặc là có những cái bộ tộc mà tận châu Phi, họ thiếu thực phẩm, việc của họ là đi săn bắt được cái con gì, bắt con chuột, bắt con gì đó, và họ băm ra, họ nướng, họ đốt, rồi họ chia ra một người một chút. Một cuộc sống như vậy, liệu chúng ta có muốn cứu giúp họ bằng lòng đại bi, bằng cách là chúng ta học cái tiếng nói của họ, chúng ta từ bỏ cái đất nước đầy đủ phương tiện tại Mỹ này để chúng ta đến tại chỗ đó, chúng ta ăn ở những cái thực phẩm thô trược như họ, để chúng ta tìm cách là cứu giúp họ, dẫn dắt họ, đưa họ đến một cái đất nước, một cái thế giới văn minh. Chúng ta có đủ sức, có đủ cái ý nghĩ làm nổi như vậy hay không? Bao nhiêu đó thôi, chuyện nhỏ bé đó thôi, làm sao so sánh được cái sự tuyệt diệu của các cõi trời với thế giới này. Nhưng mà ngài đã đến với thế giới này, học cái tiếng nói của loài người, ăn cái tiếng cái thức ăn của thực phẩm của con người, và cái gì cũng trải qua hết. Chư thiên mà cái gì họ không biết, Phật đã trải qua vô lượng kiếp tu hành sao không biết. Nhưng mà lúc đó lại trải qua bao nhiêu thứ ở thế gian này, đặc biệt là những lối tu khổ hạnh. Mà chúng ta biết rằng mỗi phương thức tu khổ hạnh là mỗi khác. Có những cái phương thức tu mà người ta tu theo cái giới chó chẳng hạn, chúng tôi nhắc nhiều lần rồi. Tu như thế nào? Sáng ra mở mắt ra là bắt đầu là nhìn và thấy có bất cứ người nào thì mình phải chạy. Mà sáng ra chỗ nào, tức là cái đời sống của người đó là ở quanh quẩn bên cái chuồng bò. Và bắt đầu là khi thấy con người là phải bỏ chạy. Bỏ chạy tới khi nào không thấy người hoặc là người không thấy mình nữa, bắt đầu là mình phải bò xuống và mình đi về cái chuồng bò đó, bò về cái chuồng bò đó bằng cái cánh chó và đầu gối. Bò về tới chuồng bò thì đói thì chỉ ăn được cái phân của con bò nghế. Và nếu như mà bò vừa không nổi, ngày đó có nhiều người quá thì chạy xa thì bò không nổi, thì phải là cứ lăn lết bò tới đủ thôi. Mà chúng ta hiểu rằng có những cái lối tu lạ kỳ như vậy, không biết người ta làm gì. Bây giờ chúng ta không chấp nhận được, nhưng mà hồi đó thì người ta tu phổ biến như vậy. Nhưng mà Thế Tôn lúc đó là thành là Bồ Tát Tất Đạt Đa Thái Tướng mà dám xả thân đi học một cái lối tu, một cái lối sống như vậy, mà để tìm con đường giác ngộ giải thoát, mà ngài sống một cách là đệ nhất ở trong giới khổ hạnh. Cho nên gọi là ngài là khổ hạnh đệ nhất mà. Đến rồi cuối cùng ngài tuyên bố rằng khổ hạnh là cực đoan, là sai trái. Chúng ta đệ nhất ở trong đó, chúng ta tuyên bố nó sai, người ta mới tin, chứ còn mình không có tu, mình nói rằng nó không ra gì, làm sao người khác nghe được. Bao nhiêu đó thôi, thì chúng tôi nói rằng đó là một sự thị hiện. Còn cái việc mà ngài ra đời thể hiện cái sự tu tập rồi đắc quả niết bàn tại đường Ta La, tất cả đều là sự thể hiện trong kinh điển của Đại Thừa. Còn ở trong cái hiện tượng, đương nhiên khi thọ sinh một hiện tượng thì nó phải bị hủy diệt, đó là theo định luật quy luật của vũ trụ này. Nhưng mà còn ở trong cái tự tâm bất sanh diệt kia thì ngài đã thể nhập với cái chân tánh thường hằng. Cái chân tánh thường hằng này, chúng tôi nói ví dụ như lỗ tai mình nghe âm thanh tiếng động tiếng nói, nhưng mà mình ngủ mình vẫn nghe, ngủ lỗ tai mình nó vẫn tiếp nhận âm thanh tiếng động tiếng nói. Cho nên chúng ta phân biệt hai khía cạnh đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã trở về với một cái khả năng an trú thường hằng, và chúng ta cũng có khả năng đó, chúng ta tu tập là để chúng ta thành tựu như ngài.
Cho nên hai cái phương thức này, hai cái loại thân này nó khác nhau. Và chúng ta phân biệt như vậy thì chúng ta sẽ hiểu rõ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, dạ chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, dạ cảm ơn vị khán giả vừa rồi đã gọi vào đóng góp câu hỏi. Giờ đây thầy cho phép con hỏi câu hỏi của nội dung của chủ đề này. Trong lúc Nhật Tường hỏi câu hỏi, quý vị có câu hỏi gì thì Nhật Tường cũng mời quý vị gọi vào nha, đừng ngần ngại nha. Chư Đạo Phật và kính bạch thầy, vô lượng tâm giải thoát ở đây hồi nãy thầy giảng là biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai cũng vậy, phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư cũng vậy. Nội dung tóm lại đây là có phải là làm sao chúng ta an trú trong tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, có phải không thầy? Dạ vâng, đúng rồi. Dạ. Khi chúng ta an trú ở trong tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, đó gọi là vô lượng tâm giải thoát, hay là tâm vô lượng á. Vô lượng tâm giải thoát đó là từ bi hỷ xả. Và cái vấn đề, cái cốt túy ở chỗ này á, không phải rằng là trình bày cái giáo nghĩa vô lượng tâm giải thoát, mà cái dụng ý ở chỗ, hay ở chỗ là một vị cư sĩ thân cận thiện sĩ. Cho nên chúng ta thấy là gia chủ Sita đến chỗ của tôn giả và hỏi nhân duyên, hỏi tôn giả và tôn giả mới khai thị hỏi đến. Cho nên là tôn giả cái vị này chưa có hỏi nữa, vì vị tôn giả đặt câu hỏi trước và nhờ đó làm duyên để khai thị giáo pháp. Cái điều này rất là quan trọng. Cái sắc thái sinh hoạt này chúng ta nên học hỏi, chúng ta để ý những điều như thế này nó sẽ diễn ra ở trong Phật học. Chẳng hạn như hôm nay nếu như các vị thân cận với cái môi trường HBU TV này và chúng ta có cơ hội lắng nghe, tâm của chúng ta có cơ hội suy nghĩ tới, thì chúng ta đang ít nhiều gì đón nhận được pháp lành ở trong tâm. Nhưng thử hỏi nếu chúng ta không có thì giờ để tâm vào trong môi trường này mà chúng ta lang thang ở trong những cái duyên khác, thì dĩ nhiên tâm trí chúng ta cũng chẳng có tưởng tới, cho nên nó cũng không có thể nào mà phát khởi được cái phước báo gì cả. Bao nhiêu đó thôi, chúng ta thấy nó đã khác một trời một vực rồi. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật và kính bạch thầy, nói tới từ bi hỷ xả, coi như đó là bốn điều mà nếu mà người Phật tử trong đời sống này mà thực hành được thì đời sống rất là an lạc. Câu hỏi của con cũng trực tiếp vào đó, làm sao chúng ta thành tựu được? Thì thưa đại chúng, bây giờ mình tu từ, tu bi, tu hỷ, tu xả, tu làm sao hả? Mình có cần trợ duyên của tha lực hay không thầy, hay là mình chỉ là trong này không có cần trợ duyên của tha lực. Chúng tôi đang liên tưởng tới A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận, tôn giả Mục Kiền Liên chỉ dẫn cái điều này rất là rõ ràng. Chúng ta phải y theo thánh giáo, không thể nào tự suy đoán. Chẳng hạn như từ, tức là chúng ta nghĩ rằng là mình thấy có hữu tình khổ thì mình khởi nghĩ rằng ước gì người kia bớt khổ, hay hữu tình kia bớt khổ đau. Và chúng ta suy nghĩ cái niềm ước ao đó nó phát triển mãnh liệt, chứ không phải ước một chút xíu rồi thôi đi. Như vậy đó không phải là từ tâm định. Mà đạt đến chỗ từ tâm định là chúng ta phải an trú ở trong cái tình thương, trong sự xót thương đó, và nó kéo dài ở trong một khoảng thời gian định lực ít nhất độ chừng khoảng 45 phút chúng ta an trú được. Và ở trong đó tâm chúng ta nó sẽ đi vào chỗ nào? Nó sẽ thành tựu cái khả năng đó là ly dục ly ác bất thiện pháp. Nó thành tựu khả năng là lắng dịu tầm tứ. Nó thành tựu khả năng là thành tựu là cái lạc. Tại vì nó an trú cho nên nó là pháp lạc trong tâm nó xuất hiện. Và như vậy nó đạt đến cái chỗ là xá niệm, tức là xá cả lạc và khổ, xá cả lạc và khổ, thì lúc bây giờ nó đi vô tứ thiền. Và chúng ta an trú trong trạng thái đó thì mới gọi là đạt đến từ tâm định. Cho nên từ tâm định á, nó cái phương thức tu này á, thực ra nó là một cái nghệ thuật. Bởi vì con người chúng ta mỗi người có một sự rung động trước một hoàn cảnh khác nhau. Chẳng hạn như mình thấy có người thành tựu thì mình nghĩ rằng là mong sao cho hữu tình đó được an vui. Đó là từ đó. Còn nếu như mà mình thấy hữu tình mà khổ, người ta khổ do cha mẹ mất, do làm ăn thất bại, do việc này việc nọ, thì chúng ta lại thấy cảnh đó mà bi thương. Cho nên chúng ta ước gì hữu tình đó
là bớt đi cái đau khổ. Đó, đó là từ là bi. Rồi chẳng hạn như là có hữu tình nào đạt đến cái sự an vui, thành tựu công ăn việc làm, thì chúng ta nghĩ rằng ước vì là cái hữu tình đó luôn luôn là được khoan hỷ như vậy. Đó, thì chúng ta cứ duyên vào một cái đối tượng nào đó, đó rồi chúng ta an trú, và chúng ta an trú lâu trong đó thì định lực nó sẽ phát sinh. Cái đây chính là điều quan trọng. Mà khi định lực nó phát sinh như vậy thì không có cái gì tham sân si tồn tại nổi trong đó. Đó chính là cái nghệ thuật và cái kết quả của nó là như vậy đó. À, chứ không phải rằng là chúng ta tu như vậy nói như kia, nhưng mà vô tình là chúng ta định ở trong đó. Đây là một nghệ thuật tùy vào cái tâm chúng ta vướng vào, duyên vào cái điểm nào, Thế Tôn dạy cách đó và từ trong đó đi ra thì chúng ta thành tựu được. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính quan thầy và kính bạch thầy. Muốn an trú trong đó thì trước hết mình phải có một cái vốn liếng tâm định. Mà một người mà không có cái tâm định chút xíu nào hết trơn á, thì đầu tiên là phải nên thân cận thiền sĩ, giống như là thầy nói trong tứ đại tông chỉ của thầy. Thì câu hỏi cũng đặt ra là trong cuộc đời thầy, thầy có nhiều lần hầu cận những bậc cao tăng trong cuộc đời tu tập của thầy. Mình hầu cận những bậc mà có lòng từ bi thì sẽ cảm cảm hóa thêm mình cái sự phát khởi tâm từ bi của mình, phải không thầy? Kính thưa đại chúng, chúng ta gần gũi một cái vị có đạo hạnh, có bi mẫn và hữu tình, nó cũng khơi dậy cho chúng ta những cái ý tưởng cao thượng. Những điều như vậy đương nhiên. Nhưng thưa các vị, bất kỳ sự khơi dậy nào cũng không phải là một chân lý dẫn tới quyết định. Bởi vì nó mới khơi dậy rồi bỏ đó thì cũng như không. Cho nên sự khơi dậy và phải tiếp tục là duy trì. Thì cái phần duy trì đó là cái phần tự thân của chúng ta. Cũng như chúng tôi thấy có một số Phật tử đến với Bồ Đề Phật Quốc, họ thấy rằng thầy Quyền Châu này vất vả ở trong cái công trình xây dựng Đại học Sakya Buddha, và do vậy mà cần mẫn tìm đủ mọi cái phương diện, một cái cơ duyên để mà trợ duyên cho chúng tôi. Tuy nhiên là kiên trì được cái điều đó là từ trong tâm của các vị, còn chúng tôi chỉ là người trợ duyên một phần thôi, hay là từ chúng tôi mà cái duyên nó khởi lên, nhưng mà rõ ràng tâm của các vị đã có sẵn. Cho nên đây là hai cái điều nó khác nhau, chúng ta để ý. Dạ, mô Phật. A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy. Phần thứ hai, khi nói là bạch thượng tọa, như thế nào là vô sở hữu tâm giải thoát? Ở đây tỳ kheo vượt lên thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng không có vật gì chứng và chú vô sở hữu xứ. Bạch thượng tọa, đây gọi là vô sở hữu túi hữu xứ tâm giải thoát. Kính bạch thầy, thức vô biên xứ ở đây có phải là cái sự hiểu biết chúng ta vượt qua ngoài cái sự đối lập giữa có và không mà không nhằn mé, phải không thầy? Cái thức vô biên xứ không, không phải như vậy. Ở đây thưa các vị, khi chúng ta thực tập tới tứ thiền thì chúng ta đang sống ở trong cái nội tâm xả. Ở trong tứ thiền nó xả cả hỷ lẫn lạc. Hôm nay chúng tôi có hướng dẫn cho đại chúng một chút xíu về nền tảng để mà chúng ta viễn ly hơi thở. Đó là cái phép quán niệm hơi thở. Chúng ta quán niệm hơi thở ngắn như là một gang tay và dài như là một sải tay. Một gang tay theo câu xá định nghĩa thì nó từ cái ngón đầu ngón tay út tới ngón tay cái, đây gọi là một gang, chứ không lấy cái ngón giữa ra gang, mà gang từ út nào ở đây. Sải tay tức là dang hết tay ra, rộng hết tay ra thì nó là một sải tay. Và chúng ta tập cái hơi thở mình, chúng ta tùy thuận quán chiếu hơi thở một gang tay và chúng ta hiểu nó đi đến tới một sải tay. Cái phương thức này là phương thức đặc thù trong trong thiền, và chiều hôm nay chúng tôi đã giới thiệu rất là rõ cho đại chúng tại đây. Thì thưa các vị, ở trong cái quá trình như vậy á, thân chúng ta nó có một cái khả năng duy trì hơi thở rất là kỳ diệu. Đó là đến tứ thiền người ta viễn ly cả hơi thở. Và vậy thì thân thể chúng ta lấy gì tồn tại? Nguyên khí duyên vào đâu để mà duy trì sự tồn tại? Đây chính là một cái khả năng hấp thụ
khí nguyên khí của toàn thân chúng ta. Khi chúng ta thực tập là chúng ta thấy được là cái hơi thở nó kéo dài một sải tay, tức là giang hai tay rộng ra. Thì ở mức đó thì chúng ta có thể nhập vào ở trong tứ thiền và cơ thể chúng ta tự nó sẽ hấp thụ. Có thể nói các lỗ chân lông lúc bây giờ tự nó sẽ tìm kiếm cái nguyên khí trao đổi. Và tim chúng ta tạm thời lúc đó ngừng đập. Hơi thở trên phổi tạm thời là ngừng lại. Và tất cả chúng ta tồn tại ở trong một cái hơi ấm rất là ít trên đầu trái tim. Và ở trong cái môi trường này, chúng ta thấy rằng chúng ta xả cả khổ lẫn lạc. Nhưng mà vẫn còn cái pháp xả, vẫn còn cái tâm dụng lên ý xả kia, vẫn còn thô trược lắm. Và so với hư không, nó là tĩnh, là diệu, là ly. Và khi mà chiêm nghiệm được như vậy, tâm an trú trong tĩnh diệu ly, thì chúng ta bước qua không vô biên xứ. Để rồi chúng ta lại chiêm nghiệm hư không vô biên kia. Nó cũng là một cái ngôn từ giả danh bị nhận thức. Cho nên thức kia mới là điều tĩnh diệu ly, và hư không kia cũng còn thô trược. Cho nên tâm chúng ta đã đi vào thức vô biên xứ. Và thức vô biên xứ, cho dầu nó vi tới chừng nào đi nữa, thì nó vẫn có một cái tự ngã sở hữu. Vì vậy mà chúng ta viễn ly, chúng ta thấy rằng cái tự ngã sở hữu kia mới là cái điều cốt túy, còn cái thức này chỉ là thô trược mà thôi. Khởi được cái tâm đó, đi qua cảnh giới đó, thì chúng ta gọi là vô sở hữu xứ định. À, giờ thì đây là chính là cái tầng bậc định thứ bảy. Ở trong 8 tầng thiền, nó là thuộc vào cái tầng thứ bảy. Và do vậy mà chứng và trú vô sở hữu xứ, đây gọi là vô sở hữu tâm giải thoát. Và tâm chúng ta giải thoát tương ưng với cái cõi trời này. Cuộc sống chúng ta sống trong sự an lạc. Còn khi thân hoại mạng chung, chúng ta sẽ sống ở trong cái cảnh trời vô sở hữu xứ, tương xứng với cái công phu chúng ta chứng đắc. Công thức này, cảnh giới này nó là như vậy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Dạ, kính bạch thầy. Con hiểu là, con tưởng là vô sở hữu tâm giải thoát ở đây. Con hiểu cách thông thường thôi để cho mình cố gắng gắn liền cuộc sống. Mình sở hữu cái này, mình sở hữu cái này, mình sở hữu cái này. Cho nên mình bị ràng buộc, mình bị dính mắc, mình bị đau khổ. Vô sở hữu tâm giải thoát, tức là cái tâm mình đã không còn dính mắc những cái đó nữa. Mình có thể hiểu được cái gì không thầy? Cái đó là cái cách nối, nhưng mà cái nối này là nó rất là đơn giản và nó cực thô. Nó không phải miêu tả chân lý. Thì con như là người dẫn chương trình thì con chỉ nói. Chân lý là nêu lên cái chỗ rốt ráo của nó là ở điểm đó, là tại vì cái điểm đó là điểm mà Đức Phật muốn trình bày. Chứ không phải là thầy Nguyễn Châu chỉ diễn. Còn chúng ta nói bây giờ chúng ta vô sở hữu là khỏe nhất. Thì có mấy cô Phật tử nói thưa thầy, này con khỏe lắm thầy, con xả hết trơn rồi. Hồi sáng sao nói nhà cửa tiền bạc con chia cho mấy đứa con cháu hết trơn, giờ này con không còn gì nữa hết. Con chỉ còn mấy đồng chính phủ cho thôi. Nói như vậy là nó không có đúng. Dạ. Và trong tâm chúng ta nó còn chấp một khối trong đó đấy. Nó còn chấp. Và có một số doanh nghiệp mà chúng tôi quen vui lắm. Đang làm ăn ngon lành, tự nhiên suy nghĩ sao ta không biết. Gặp sư nào khai thị không biết. Tự nhiên coi như là bỏ hết công ty, ly hôn vợ con. ly hôn vợ bỏ con và đem tiền của một chút xíu tiền lên núi xây một cái am thất, ngồi im đó ngồi thiền. Đây gọi là vô sở hữu. Thành ra cái này là chúng tôi nghe như thế mà kinh hãi cho cái người hướng dẫn cũng như người thực tập. Đó rồi sau này á, sẽ chút lấy sự hối hận. Bởi vì nó không phải pháp môn như vậy, hay như Đà Phật. Cũng may là con ngồi kế thầy cho nên con có sai, thầy cũng hướng dẫn cho con đúng lại. Bạch thầy, thầy cười con quê quá. Bạch thầy, cái điều kế tiếp là thứ bảy này. Và bạch thượng tọa, thế nào là tâm không giải thoát? Thì ở đây thượng tọa thì kheo đi đến rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà chống và sư tư, cái này chống không tự ngã, hay ngã sở hữu. Đây gọi là tâm không giải thoát. Con lại mắc kẹt nữa. Thỉnh thầy. Kính thưa đại chúng, thế nào là không tâm giải thoát? Cái chữ không này á, là không. Cái chữ không này á, là nó vượt lên á, nó vượt lên ở trên là vô sở hữu nữa. Cho nên cái chỗ này chữ không là cái tầng thiền của nó là tầng thiền thứ 8, là không vô biên xứ. Xin lỗi, là phi tướng xứ đó. Tại vì sao? Bởi vì á, một cái vị tỳ kheo đến ở rừng hay ngồi dưới gốc cây hay đi đến nhà trống và suy nghĩ, cái này là rỗng không tự ngã hay là ngã sở hữu?
cái nhà cửa nó mục nát như vậy, cái đó là một tự ngã hay là ngã sở hữu, ta sở hữu nó. Và ở trong cái tâm mà chiêm nghiệm lên như vậy thì rõ ràng cái trạng thái là vô sở hữu kia chỉ là một cái trạng thái khổ thô và chướng. Còn đến cái chỗ tuyệt diệu của không, đó mới chính là giải thoát. Thì đây là cảnh giới giải thoát của một vị Đắc là phi tướng, phi phi tướng xứ. Nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận. Cẩn thận. Tại sao? Bởi vì ở trong đó nó vẫn còn dính mắc ở trong cái tướng không, ở trong cái tướng phi tướng này. Cho nên Alala cuối cùng phải đọa lại làm con trồn dơi. Đó là thời đại của Phật nó như vậy đó. Và chúng ta thấy có những vị đắc được cái định như vậy mà trôi trở lại. Và cuối cùng là chỉ có đến chỗ là vô tướng tâm giải thoát. Đến chỗ là vô tướng này ấy, thì không tác ý tất cả tướng, chứng và trú vô tướng tâm định. Mà vô tướng tâm định này ấy, là cảnh giới diệt tận của vị A-la-hán. Cho nên gọi là vô tướng tâm giải thoát, không vô tướng, vô tác. Đây là cái cảnh giới của những bậc đó là A-la-hán. Đó. Và giáo pháp này chúng ta thấy nó là có nghĩa, có từ nó khác nhau, cảnh giới nó khác nhau. Nhưng vấn đề chúng ta chiêm nghiệm các tầng bậc của thiền qua cái lời chỉ dẫn, xin lỗi, cái lời phân tích của cư sĩ Sita rất là chính xác. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật và kính bạch thầy, như vậy là từ cái vô sở hữu tâm giải thoát cho đến trong cái vô tướng tâm giải thoát là nó cái tầng lớp nó đi lên ha kính Đi bạch thầy. lên, nó đi lên, Ồ, nó đi từng bậc, nó đi trong đó là từ, chúng ta đây họ rõ ràng trong đây là đang miêu tả là từ bi hỷ xả, là bốn vô lượng tâm là nền tảng để chúng ta thành tựu là không vô biên xứ, rồi ta thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tướng phi vô tướng xứ, và vượt qua khối để đi vô cảnh giới diệt tận định của A-la-hán. Như vậy thì cái cấu trúc này các tầng bậc của nó là cao thấp khác nhau hoàn toàn. Cho nên muốn trở thành một vị A-la-hán thì người đó tất nhiên phải thành tựu bốn vô lượng tâm. Ở đây chúng tôi nói xin lỗi các vị á, chẳng hạn như thế này, bây giờ mình giá như ví dụ nha, là mình chứng thần thông, bây giờ mình không biết là mình biết mình có thể tiên đoán là ông Trump là ông đắc cử hay là bà Kamala đắc cử hả? Và chúng ta nếu như có cái tiên tri chúng ta biết rồi, giả dụ như ông Trump đắc cử đi ha, chúng ta biết rồi mà cái người nào đó họ dạy dạy đi, họ nói rằng ông Trump không đắc cử thì mình có tức không? Mình tức có khi mình ghét cái người đó luôn. Bây giờ cho nên mình không thể nào chứng A-la-hán. Mà chúng ta thấy ngày xưa như Phật biết hết cái tâm chúng sanh, các vị A-la-hán biết hết cái tâm của chúng sanh như vậy đó. Nó đầu thai, nó luân hồi như vậy. Nhưng mà các ngài có khởi cái tâm ghét đâu. Các ngài có khởi cái lòng mà bực bội đâu. Cho nên nhiều khi chúng ta không có chứng quả nó cũng hên là chúng ta đấy. Tại sao? Bây giờ chúng ta chứng quả mà với cái nội tâm nó chật hẹp, nó không đầy đủ từ bi hỷ xả như vậy á, là chúng ta sẽ phiền não tối ngày thôi. Thành ra đây là một cái điều mà tương xứng với cái tâm của chúng ta. Tâm chúng ta nó nhỏ hẹp cho nên phiền não nó đầy dẫy. Còn cái tâm nó rộng rãi vô lượng thì lúc bây giờ nó mới chứng quả được. Và những cái pháp cao thượng kia, đó là những cái cảnh giới tứ không, nó phải đặt trên nền tảng của tứ vô lượng tâm. Cho nên muốn thành tựu sự giải thoát tuyệt đối thì bốn vô lượng tâm tự nhiên là chúng ta cũng phải bắt buộc thành tựu mà thôi. Đáng tiếc thời gian hình như không cho phép chúng ta nói chuyện nhiều hơn nữa. Cảm ơn đại chúng rất là nhiều. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, như vậy thì chúng con xin phép thầy cho chúng con được kết thúc chương trình nhé. Dạ vâng. A Di Đà Phật, rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Kính chúc quý vị được vô lượng an lạc, Bồ đề tâm kiên cố, và kính hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần sau lúc 8 giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy, xin kính cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.